Con kính bạch cô ạ. Con kính chào cô và toàn thể các bạn đang tham gia khóa tu ngày hôm nay. Con tên là Lê Thị Minh Huệ, con đến từ khối Hồ Tùng Mậu và hiện tại con đang sinh sống tại Hà Nội. Hiện tại thì con đang làm công việc tuyển dụng và ở bên công ty con thì hiện tại đang cần tuyển rất là nhiều vị trí khó và yêu cầu kinh nghiệm cao. Tuy nhiên thì về mức lương và đãi ngộ thì lại không được tốt. Và khi mà con tiếp xúc với ứng viên ấy, thì đối với những kinh nghiệm cao thì họ đòi hỏi muốn mức lương và đãi ngộ rất là cao. Và con cũng có đề xuất lên công ty nhưng công ty lại không đồng ý với những đề xuất của con. Và điều này thì khiến con cảm giác là rất là khó khăn trong việc tuyển dụng. Và như vậy thì nó cũng có ảnh hưởng về KPI cũng như là về mức lương của con được nhận hàng tháng. Điều này khiến con cảm giác rất là khó khăn trong công việc và luôn cảm thấy áp lực. Mình cũng không đưa ra những cái, mặc dù đưa ra những cái đề xuất nhưng mà không được trên công ty phê duyệt và cũng không được đồng ý. Mà các công ty đối thủ thì họ đưa ra những cái mức lương và đãi ngộ rất là tốt. Thế cho nên là nhân sự ấy, khi mà apply vào công ty con và khi nghe qua những cái đãi ngộ như vậy thì luôn cảm thấy là không thể nào làm việc và apply vào được và họ thường đến những công ty đối thủ. Thì con hôm nay con muốn hỏi cô là nhân duyên gì mà khiến con gặp phải tình trạng như vậy và con nên tu tập như thế nào để có thể hóa giải và cũng như là giải quyết được cái vấn đề này ạ. Con xin cô chỉ dạy cho con ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi này rất thiết thực đối với các em bây giờ. Chúng ta sẽ giải quyết nó bằng hai hướng. Hướng thứ nhất là chúng ta phải giải quyết trong hiện tại. Và hướng thứ hai, chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Thế thì trong hiện tại, đối với việc mà công ty đòi những cái vị trí này cần những trình độ cũng như là kinh nghiệm, phải không các em? Tức là tuyển vị trí này cần người có trình độ, đã trình độ rồi lại còn có kinh nghiệm, tức là phải có thâm niên công tác. Đấy, trình độ và kinh nghiệm. Thế nhưng mà mức lương và mức đãi ngộ thì rất là thấp. Đó, thế và các công ty đối thủ thì người ta lại cũng là một cái trình độ kinh nghiệm đó, thì người ta lại có mức lương cao và đãi ngộ tốt hơn. Vì thế cho nên là cái đánh giá về mình ấy, đánh giá về cái khả năng công việc của mình, tức là bạn đang làm cái là công việc tuyển dụng mà, thì sẽ bị đánh giá thấp. Thế thì chúng ta phải sống với hiện tại của chúng ta ở công ty đã, rồi tí nữa cô sẽ hướng dẫn cách thoát ra khỏi nó. Khi mà bạn là tuyển dụng, bạn nên kết thân với người ta và bạn bảo người ta thế này: chị đến công ty em phỏng vấn rồi và những cái này thì yêu cầu của người ta đương nhiên người ta phải đưa ra, đúng không em? Thế và chúng ta sẽ có một cái nói khó với họ một chút, tức là chúng em là như thế, đến lúc nào chị tuyển được vào công ty khác thì chị thông tin lại cho em. Mình lấy cái thông tin của người ta là tôi đã xin được vào công ty này, thì mình gửi kèm cái thông tin này lên trên công ty của mình. Thì mục đích để làm gì? Mục đích để rằng mình có khả năng giao tiếp, mình có khả năng thân thiện, mình có khả năng là tuyển dụng, nhưng người ta không đến là do gì? Do công ty, chứ không phải là mình không có khách hàng. Có đúng không? Đấy là một cái để người ta đánh giá năng lực của mình. Và đôi khi người ta thấy rằng người ta cần phải cải đổi, phải không? Người ta thấy người ta cần phải cải đổi. Còn nếu như chúng ta không có những dẫn chứng cụ thể như vậy thì mình nói như vậy nên công ty, thì công ty đôi khi người ta bảo mình rằng là mình không tuyển được người cho nên mình nói như thế, phải không? Cho nên là thứ nhất là xin tên, xin điện thoại, xin số điện thoại của người ta, xin tên và xin nơi người ta đã được ứng tuyển viên, thì mình sẽ kèm theo cái tập hồ sơ này lộp lên trên công ty. Đấy là chúng ta có thiện tâm là muốn cho công ty thay đổi cái cách nhận người nha. Đó, vì họ không có vị trí của những con người có kinh nghiệm được thì họ không phát triển được. Thế và mình có ý kiến lên kèm theo những cái danh sách đó. Thế các em thấy xử lý như thế có tốt không? Thì xử lý như vậy mình sẽ giữ được vị trí làm của mình bây giờ, có phải không? Thế còn bây giờ nó là cái cách để các em chuyển hóa nhé. Cách các em chuyển hóa thì các em phải tu tập.
để cho nó tăng phước lên, để mình tìm được chỗ làm phù hợp với khả năng cống hiến của mình và được nhận những mức lương phù hợp với khả năng của mình. Vì thế giới này là nhân quả. Cho nên chúng ta có tu tập, chúng ta hồi hướng thì đều được. Cô chúc em là thứ nhất là giúp được công ty qua việc làm của mình. Đấy là một cái thiện tâm cũng là để tăng phước đấy. Giúp được công ty có cách đánh giá và nhìn nhận công việc khác tốt lên nhé. Thế còn thứ hai nữa là chúng ta sẽ tu để thoát khỏi cái chỗ làm mà chưa phù hợp với khả năng của chúng ta. Nha. Yeah.